Xin chào mọi người, mình là Sơn Trần. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tạo một video top list kiểu như 8 năm lạ kỳ. Và ví dụ điển hình hôm nay là video về 6 tai nạn máy bay kinh dị nhất lịch sử. Để chuẩn bị tư liệu thì các bạn cần có hình ảnh minh họa, audio nhạc nền, những đoạn outro, intro, đoạn audio thuyết minh. Bây giờ đầu tiên mình sẽ đưa cái giả sử đây là phần intro, mình đưa phần intro vào. Tiếp theo đó mình đưa hình của màn hình minh họa của tai nạn máy bay thứ nhất vào. Sau đó mình đưa phần audio thuyết minh về các tai nạn máy bay vào. Mình đưa tiếp phần nhạc nền vào. Sau đó mình sẽ nhấn vào phần audio thuyết minh màu tím này. Mình nghe thử đến đoạn nào, giây thứ mấy, phút thứ mấy là tai nạn máy bay thứ nhất. Mình sẽ cắt ra và mình canh hình ảnh cho khớp với cái phần audio thuyết minh. Những vụ tai nạn máy bay kinh hoàng nhất trong lịch sử. Tai nạn thảm khốc của chiếc máy bay MH17 thuộc Giả sử đây là hết tai nạn thứ nhất thì các bạn bấm vào cái hình audio, cái audio màu tím này, sau đó nhấn vào hình chiếc kéo. Phần mềm sẽ cắt ra. Sau đó các bạn căn chỉnh cái phần hình ảnh minh họa sao cho khớp với audio, kéo ra cho khớp. Tiếp tục đưa hình minh họa thứ hai vào. Sau đó bấm vào phần audio màu tím, cũng lắng nghe tiếp để biết khi vụ nào hãng hàng hết tai không nạn thứ hai. Malaysia làm 298 người thiệt mạng đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Giả sử đến đây là hết tai nạn thứ hai thì bạn cũng bắt đầu cắt ra. Sau đó kéo phần hình minh họa dài ra cho khớp. Bạn làm tương tự để cho những tai nạn thứ 3, 4, 5, 6. Bây giờ tiếp theo mình sẽ chèn logo vào. Tiếp theo, ví dụ như các bạn sử dụng một tấm hình hay là một đoạn video minh họa mà chủ sở hữu họ cần bạn ghi nguồn thì các bạn phải ghi nguồn vào. Bạn chọn cái tấm hình mà cần ghi nguồn. Sau đó bấm vào hình chữ T, Title. Sau đó nhấm đúp hai lần vào cái khung player này và gõ chữ. Các bạn chỉnh chữ to lên hoặc là đổi màu chữ hoặc là đưa màu nền cho chữ. Đó, như vậy. Sau khi hoàn tất được các công đoạn canh cho phần audio thuyết minh khớp với phần hình ảnh minh họa hoặc là video minh họa thì các bạn sẽ có được một file dự án như thế này. Mình sẽ mở file dự án đã hoàn chỉnh ra. Đây, đây là file dự án đã hoàn chỉnh. Sẽ play thử một đoạn. Bay kinh hoàng nhất trong lịch sử. Tai nạn thảm khốc của chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia làm 298 người thiệt mạng đã khiến cả thế giới bàng hoàng và chìm trong đau. Đó, đó là một đoạn ví dụ. Sau khi mà bạn đã xử lý xong video, đã hoàn tất các công đoạn chỉnh sửa video xong rồi thì chúng ta sẽ xuất cái video đó ra bằng cách ấn vào tab Share. Sau khi ấn vào tab Share xong thì bạn sẽ chọn định dạng video để xuất ra và up lên YouTube. Ở đây mình sẽ chọn cả format là MP4 và cái phần mã hóa video là H264. Rồi sẽ bấm Start để bắt đầu chỉnh sửa video. Rồi, xin cảm ơn mọi người.